chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với podcast Intelligent Money, đồng tiền thông minh. Đây là nơi để chúng ta trao đổi, thảo luận với nhau những vấn đề kinh tế, cũng như cách thức để mình tích lũy tài sản cho cuộc sống thịnh vượng hơn cho bản thân, cũng như cho nhỏ của mình. Mong được các bạn ủng hộ. Hai năm 2022-2023 có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong vòng 10 năm trở đây. Các vướng mắc pháp lý của nhiều dự án chưa được giải quyết. Ngân hàng thương mại thì cẩn trọng hơn với các khoản vay dự án. Thanh khoản thị trường bất động sản giảm mạnh. Trong bối cảnh lãi suất huy động các ngân hàng liên tiếp giảm sâu và kéo dài như thời điểm hiện nay, vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm là liệu có nên cân nhắc rút tiền gửi tiết kiệm để chuyển sang các kênh đầu tư khác, trong đó có bất động sản hay không? Hay liệu đây có phải là thời điểm đi vay để mua nhà? Đầu tiên, mình nhìn vào thực trạng. Lãi suất ưu đãi vay mua nhà của nhóm ngân hàng quốc doanh đã được điều chỉnh giảm mạnh trong những tuần đầu tiên của năm 2024. Theo nhận định của các chuyên gia, mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thuộc nhóm Big Four này đã giảm khoảng từ 1 cho tới 1,5% so với cuối năm ngoái. Còn nếu so với cùng kỳ năm 2023, mức lãi vay này thấp hơn khoảng từ 2 cho tới 4%. Cụ thể ra sao? Thì hiện lãi suất cho vay mua nhà trong thời gian ưu đãi 1 năm thấp nhất hiện đang tại Ngân hàng Công Thương với lãi suất khoảng 6,4% 1 năm và cao nhất là lãi suất tại Ngân hàng Agribank, loanh quanh khoảng 7% 1 năm. Thế hiện lãi suất cho vay mua nhà tại các nhóm ngân hàng tư nhân thì sao? Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua nhà đang dao động trong khoảng từ 6,6% cho tới gần 11% 1 năm từ ngân hàng, với tỷ lệ cho vay tối đa từ 70% cho tới 90% giá trị dự án, với kỳ hạn vay tối đa kéo dài từ 25 cho tới 35 năm. Khi hết thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi này, khoản vay của bạn sẽ phải chịu mức lãi suất thả nổi rơi vào khoảng 11 cho tới 13% một năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 2 cho tới 4% một năm. Câu hỏi thứ hai là thế giá nhà hiện tại có đang thấp? Đầu tiên mình trở lại với câu chuyện là một trong những kênh huy động vốn của các chủ đầu tư là trái phiếu hiện đang bị siết lại sau án điểm tại Tân Hoàng Minh và FLC. Lượng trái phiếu đáo hạn sắp tới lại càng khiến các công ty bất động sản khó xoay sở huy động vốn. Tiếp đó, theo báo cáo về thị trường bất động sản và nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận năm 2023 do DKRA vừa cung cấp, cho dù nguồn cung và giao dịch ở tất cả các phân khúc bất động sản đều giảm mạnh so với các năm trước, thì mức giá tại nhiều phân khúc hầu như vẫn giữ nguyên. Nếu nhìn vào báo cáo này thì sẽ thấy là nguồn cung của phân khúc căn hộ bình dân, những cái nhóm căn hộ có mức giá là dưới 25 triệu đồng một mét vuông thì càng ngày càng khan hiếm từ năm 2020 cho tới là nửa đầu năm 2023. Thị trường đất nền mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức giảm khoảng 10-13% so với năm 2022. Thị trường thứ cấp thì ghi nhận mức giảm khoảng từ 13-17% so với đầu năm 2023. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh là mức giảm này diễn ra cục bộ ở nhóm khách hàng sử dụng vốn vay, cũng như tại một số đại dự án có quy mô mà chưa hoàn thiện hạ tầng cũng như là pháp lý. Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý của nhiều dự án chưa được giải quyết, dẫn tới việc nhiều dự án chưa có đủ điều kiện mở bán. Tóm lại, cho báo cáo này, mình xin dùng tiêu đề rất là hay của một bài báo gần đây có đăng trên Tuổi Trẻ là giá bất động sản, nơi cần không giảm, chỉ giảm mạnh nơi người dân không về ở. Vậy đối với chúng ta, cần phải lưu ý điều gì? Để quyết định chuyện mua nhà, bên cạnh việc lãi suất giảm, theo mình các bạn cần xét hai khía cạnh theo sau. Khía cạnh thứ nhất là mục đích của bạn mua nhà, là bạn muốn an cư hay đầu tư. An cư hay đầu tư thì sẽ dẫn đến lựa chọn loại hình bất động sản và vị trí cũng rất là khác nhau. Thứ hai là phải tính toán khả năng tài chính. Tại các ngân hàng, họ thường giới thiệu đến nhà đầu tư cá nhân là chúng ta mức lãi suất cho vay ưu đãi đang dao động trong khoảng từ 6,4% cho tới gần 10% một năm, trong khoảng thời gian cố định từ 12 cho tới 36 tháng. Khi hết thời gian nhận ưu đãi vay này, lãi suất sẽ thả nổi, tức bằng lãi suất huy động của 12-13 tháng cộng biên độ. Bạn cần phải tính toán lại mức tích lũy và dòng tiền hàng tháng của cá nhân hoặc là gia đình mình. Các câu hỏi bạn cần phải trả lời: bạn đã tích lũy đủ tối thiểu 30% giá trị căn nhà bạn tính mua chưa? Bạn đã tính toán dòng tiền của bạn mỗi tháng chưa? Ví dụ, sau tính toán, mỗi tháng bạn sẽ cần phải trả gốc và lãi là 16 triệu đồng theo lãi suất thả nổi, trừ các chi phí sinh hoạt. Mức chi trả trên liệu có phù hợp với bạn hoặc gia đình của bạn hay không trong thời gian vay kéo dài từ 10, 15 cho tới 20 năm. Đầu tư chứng khoán cần thấu hiểu thị trường, nắm chắc nguyên tắc và tâm lý vững vàng. Đến với khoa học đầu tư chứng khoán thông minh, The Intelligent Investor, để có phương pháp đầu tư bài bản và bền vững.
đăng ký và tìm hiểu khóa học ở phần description ngay. Nếu mua để đầu tư, bạn đã tính toán dòng tiền khai thác bất động sản chưa? Tiềm năng tăng giá thế nào? Nếu hai câu trả lời lớn ở trên của bạn là được, mình sẵn sàng, thì mình nghĩ đây là thời điểm rất là tốt để bạn đi tìm hiểu dần và săn được dự án tốt với giá cả hợp lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký hệ thống kênh của Học viện AYP với hơn 1,1 triệu subscriber để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.